Chân Dung bà mẹ đòi lại công lý cho con hot nhất TikTok Mới đây, vụ việc một phụ huynh trường quốc tế lên tiếng tố cáo nhà trường thơ ơ vô trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề của học sinh diễn ra trong chính khuôn viên trường đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Theo đó, người mẹ này đã tìm tới tận nơi để giải quyết Ba mặt một lời với các giáo viên ngoại quốc và cả các phụ huynh khác Vụ việc của bà mẹ đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng Bên cạnh những diễn biến vụ việc vẫn còn đang trong quá trình điều tra, xử lý để đòi lại công bằng Danh tính của người mẹ này cũng được dân tỉnh đặc biệt quan tâm Hóa ra, tưởng lạ mà lại là người quen Bà mẹ tên Trần Hà Thủy là cô ca sĩ gốc Hà Nội có biệt danh Thủy Bì Trần Hà Thủy từng được biết tới với vai trò ca sĩ nay tạm gác sự nghiệp nghệ thuật làm mẹ đơn thân. Trần Hà Thủy từng hoạt động trong lĩnh vực giải trí và có mối quan hệ thân thiết với không ít người nổi tiếng. Cô cũng từng gây xôn xao dư luận khi có màn đấu khẩu với một cựu người mẫu hồi cuối năm 2021. Được biết, Trần Hà Thủy vốn là bà mẹ đơn thân, hiện cô đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Sinh ra trong gia đình trí thức khi cả bố và mẹ đều theo ngành y, Trần Hà Thủy lại có niềm đam mê với nghệ thuật. Xong, con đường này cuối cùng cũng phải tạm gác lại. Cô sang nước ngoài đi du học và tới nay Trần Hà Thủy tập trung chăm sóc và nuôi dạy hai con. Về vụ việc gây xôn xao những ngày qua, Trần Hà Thủy chính là bà mẹ được nhắc tên nhiều nhất khi cô kiên quyết muốn đòi lại công bằng cho con gái đang theo học trường quốc tế. Theo đó, cô cho biết bản thân phát hiện con bị bạn tác động vật lý ở trường nên đã vô cùng bức xúc và tìm tới tận nơi để giải quyết. Tuy nhiên, phía nhà trường không cho gặp và nói chuyện với nữ sinh đã gây ra chuyện này đặc biệt cô cũng cho rằng nhã trường có thái độ thơ và quyết định sẽ nhờ cơ quan chức năng can thiệp trần hà thủy khẳng định dù kết quả như thế nào con tôi cũng sẽ chấm dứt việc học ngôi trường này bà mẹ nhất quyết muốn đòi lại công bằng cho con gái nói về vụ việc trên khi có hành động rắn giỏi và cương quyết giúp con đòi lại công lý trần hà thủy chia sẻ bao nhiêu cái gây tôi lấy hết của con tôi rồi tôi là một người phụ nữ đơn thân nuôi con nên đừng có mong là tôi hiền Cô đăng tải hình ảnh con gái phải đi kiểm tra ở bệnh viện. Hiện tại, vụ việc vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Người mẹ nào cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho con, đặc biệt là muốn bảo vệ con khỏi những điều xấu. Hành động của bà mẹ Trần Hà Thủy được cộng đồng mạng cảm thông bởi với tư cách một người mẹ, cô có quyền bức xúc và lên tiếng hy vọng có thể tìm lại công bằng cho con gái của mình. Nhìn thấy con chịu uất ức, có bà mẹ nào lại không đau lòng. Cũng chính bởi vậy, vụ việc được nhiều người quan tâm với hy vọng chân tướng sẽ sớm được làm sáng tỏ nhà trường cũng có cách giải quyết đúng đắn không để học sinh nào phải chịu thiệt thòi